Thưa quý vị, Yên Thang là một trong 6 xã vùng cao của huyện Tiên Yên, với 11 dân tộc anh em, với nền kinh tế nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ vận tải và tiểu thủ công nghiệp đang trên đà phát triển. Yên Thang còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho địa danh Thác Bạc Sùi với phong cảnh hùng vĩ, đã và đang trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của người dân trong và ngoài huyện. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã vận động làm tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Từ phong trào dân vận khéo, trên địa bàn xã Yên Thang đã có hàng trăm mô hình điển hình dân vận khéo ra đời và phát huy hiệu quả như phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, dự án chăn nuôi gà Tiên Yên, trồng ngô, trồng cây dược liệu, trồng ngô sinh khối, vận động nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ rừng khu du lịch sinh thái Thác Bạc Sùi gắn liền với trồng cây gỗ lớn, mô hình thắp sáng đường quê, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chăm sóc đường hoa, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường thôn, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mô hình vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Yên Thang hôm nay đã cơ bản thoát nghèo, đang khoác lên mình một diện mạo mới, kinh tế xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến với hội thi dân vận khéo huyện Tiên Yên năm 2020, đội thi xã Yên Thang gồm có 7 thành viên: đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Anh, công chức văn hóa xã hội xã, đội trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường mầm non Yên Thang; đồng chí Đoàn Văn Thắng, bí thư đoàn thanh niên xã; đồng chí Bế Văn Trè, chủ tịch hội nông dân xã; đồng chí Ma Thị Thu, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc xã; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh, bí thư chi đoàn thôn Đồng Tâm; đồng chí Triệu Kiến Sáu, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lẩu Dìn Tổng. Đội Yên Thang xin gửi tới hội thi lời chào đoàn kết thành công. Sân vận kém thì việc gì cũng kém, sân vận khéo thì việc gì cũng thành công.